Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho các bạn một năm mới thật là an lành, hạnh phúc, vui vẻ, phát tài phát lộc và an khang thịnh vượng nha. Vâng, hôm nay mình ra sau vườn thấy hoa mai trắng nở đẹp quá, quay cho các bạn chút xíu nha. Các bạn cho mình quen chút xíu nha. Wow, cái mai trắng nở nụ nè. Quá đẹp các bạn ha. Bữa nay là mùng 3 Tết rồi các bạn ha. Ở bên California đó. Cái mai trắng này thì nở bông rực rỡ luôn. Nụ nó còn phân nửa nụ luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Cái hoa mai trắng này mỗi năm nó mỗi nở đẹp vậy. Năm cánh. Nụ còn rất là nhiều luôn. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Bên đây mình cũng có một cây đào đỏ trồng chung với lại cây mai. Mình cho các bạn xem thử nha. Đó là cây đào mình trồng chung với lại cây mai. Năm nay cái này đào này nó còn nhỏ, mình mới chiết ra thôi. Cái mai này là mai rừng các bạn, chứ không phải là mai vàng giống như Việt Nam. Chiết ra bông nó cũng mới được vài ba que thôi chứ không có nhiều. Năm nay thì nó lạ, nó có cây đào thì có bông ít, có cái bông nhiều, mình cũng không hiểu sao nữa. Đây bên chậu bên đây cũng như cây đào đỏ này nó cũng ra bông nè. Cái này thì mới chiết. Có nhiều cây lạ lắm các bạn. Năm nay thì nó ra, năm ngoái thì ra bông ít, năm nay thì nó ra bông nhiều hơn. Rồi sang năm cái tự nhiên cái bông mà nó ra nhiều nó lại ít bông, còn cây mà không có bông thì lại nó ra bông nhiều, mình không hiểu được nữa. Mình cũng chăm bón cho phân lắm, cũng giống như là cây này nè, cây đào này nè. Mỗi năm năm ngoái trời ơi, bông quá trời luôn. Năm nay mình lặt lá trước cả tháng luôn á, mà bây giờ thấy toàn là lá không à, không có cây bông nào chứ. Bên đây thì mình cũng có một chậu một bụi mai trắng nữa, cây mai trắng đây bên đây nữa. Mai trắng bên đây thì nó nở không bằng mai trắng bên kia, nụ của nó cũng còn nhiều lắm các bạn, còn phân nửa luôn á, nó mới nở bông phân nửa thôi. Mai trắng thì nó quý hơn mấy cây đào đỏ này, cũng năm cánh nè các bạn. Đào thì nhiều người trồng có, nhưng mà mai trắng thì ít. Cái cây cam. Cây cam còn được mấy trái. Nó còn được mấy trái phải không? Cái này chắc trái này chắc ăn được rồi. Cây cam này mình trồng cũng được 5-7 năm rồi. Cái mây trắng bên đây thì nở đẹp quá. Wow. Đầy bông luôn các bạn ha. Nhiều bạn thì nói đem vô nhà, cắt vài nhánh đem vô nhà chưng Tết cho nó đẹp. Mình thấy ổn quá, mình không cắt nó. Để cho nó ngoài vườn cho nó đẹp. Cũng như nãy mình nói với các bạn á, có nhiều cây năm ngoái có bông, năm nay thì lại không có bông. Cũng như cây mai trắng bên đây nè, ơi có một nụ một à, nụ này chưa nở, có nụ một à. Còn cây này mình lặt lá nó dưới từng tháng luôn, bây giờ nó chỉ ra lá thôi, không có ra bông nha, trơ trội chứ. Mà năm ngoái nó đẹp ơi là đẹp luôn, ra bông rực rỡ đầy hết trơn luôn, kỳ quá. Bây giờ bạn coi nè, cái loại đào này là nó, bây giờ nó có ra nụ nè, nó nụ bên đây chút nữa nè. Nhưng mà cái cây đào này mình thích là các bạn biết sao, cái bông của nó là màu trắng với màu hường, nó là lạ hơn cái đào đỏ. Ừ.
Ổn quá, năm nay không có bông vậy trơn, hay là nó ra bông trễ đây không biết nữa. Ở đây thì mình cũng có trồng mấy cây bonsai nhỏ nhỏ vui vẻ trong gia đình vậy thôi. Còn cây mai này mình lặt lá trước 1 tháng rưỡi luôn các bạn, mà đến giờ nó mới ra nụ thôi. Cây mai này là mai rừng, nó cũng 5 cánh màu vàng nhưng mà nó nhỏ hơn cây mai thường của Việt Nam mình. Bây giờ nó mới có ra nụ thôi à. Trời đất ơi, coi chừng nào mới có bông. Chắc tới tháng 3, tháng 4 luôn quá. Thế là nó mới ra nụ li chi này các bạn. Bông quá. Ở dưới chậu đó mình cũng gieo nó lên được mấy cái hòa hạt của nó, lên được mấy cây con. Đó, các bạn thấy không? Mấy cây con bên đây nè. À. Mà bông nó không có đẹp bằng bông mai Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình mới mai đẹp quá. Ở bên của mình là Bắc Cali các bạn. Thực ra mai rất là quý, rất là khó trồng luôn. Mùa đông thì sao vườn nó tan hoang quá các bạn ha. À, có ai trồng mai trắng với đầu đỏ chung với nhau chưa? À, mình thích cái đầu đỏ này tại cái màu của nó sặc sỡ các bạn. À, như màu nhung nha. Mình chiết ra thời từ năm ngoái, năm nay nó cũng ra bông rồi, ra bông cùng chung với lại cây mai trắng. Mai trắng với đào đỏ chung với nhau, nó quyện thành một cái Tết may mắn, nghe nhiều người nói như vậy mà không biết phải hay phải không nữa. Bữa nào các bạn thử trồng mai trắng với đào đỏ chung với nhau đây. Bên đây mấy cái vườn cây thì nó không bằng vườn cây ở Việt Nam đâu, nó thật sự luôn á. Nhưng mà mỗi nơi thì nó có mỗi cảnh, mỗi nơi có mỗi vẻ khác nhau, phải không các bạn ha? Có gì chơi đó thôi. Đâu đòi hỏi được, dùng lạnh quá lạnh mà gần như là có tuyết luôn rồi, làm sao mà trồng mấy cây mai, cây đào mà nó ra bông đẹp như ở Sài Gòn. Đào thì được, nhưng mà mai khó trồng lắm các bạn ơi. Bên đây cũng giống như cây này, năm ngoái nó ra quá trời đẹp luôn. Cái đào này nó gọi là đào curly, là cái cành của nó cong 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 dễ thương. À, năm nay bông cũng ít, năm ngoái thì bông nhiều lắm mà không biết sao năm nay nó lại ít, cũng như nãy mình tường thuật á. Có cây á năm ngoái á thì không có bông, năm nay thì lại ra bông đầy. Còn nhiều cây á năm ngoái á có bông đầy, năm nay lại không có ra bông. Lạ lùng. Đây mấy cái chậu sen đá này các bạn. Cái này là cái fountain để nước chảy lên chảy xuống á, mà mình không dùng nữa, cái mình đem lên trên đây cái mình trồng bông luôn. Sen đá. Sen đá cũng ra bông, này một trong những loại sen đá. Ô ra khoe với các bạn mai trắng với đào đỏ, tự nhiên nó khoe mấy cái bonsai chi vậy. Tết nhà nào mà có hoa đào hoa mai thấy nó có cái vẻ tết tết chút xíu các bạn ha. Rồi chỉ có nhiêu đó thôi à. Còn mấy cây ớt của mình phải trồng ở dưới dừa, ở dưới ca, ở trên bàn, ở mình phủ ở trên bàn rồi mình đem mấy cây ớt mình giấu ở dưới. À, các bạn biết sao đố, các bạn biết ở Việt Nam biết á, nó chịu sương không nổi các bạn, lạnh quá lạnh đó, nó chết. À, sương mà xuống nó bám trên lá là nó cháy lá luôn, cho nên mình phải giấu ở dưới bàn vậy nè. Có chỗ nào giấu được thì các bạn cứ giấu đi ha, chứ nếu mà để ngoài sương á là đi đóng hết trơn à. Rồi cái bàn này á mình nó trũng ngay giữa rồi, tại mình để nhiều cái chậu quá. Oh wow, nó trũng rồi, tại mình tưới nước nhiều ở trên bàn này nè.
mình chăm sóc nhiều quá rồi, bón phân này kia nọ mà sao đào nó không ra, dân ra nó lưa thưa như cây này nè. À, bông nó chưa có dài ba bông rồi các bạn thấy không? À, bông lưa thưa quá không có đẹp. Hồi năm ngoái thì bông quá trời bông luôn. Hồi năm tới cái năm này này chứ mình không có bón phân nhiều hay làm gì nữa, để tự nhiên nó đi. Coi nè, bông lưa thưa quá. Tắt một cây tắc chua trồng chung với kế bên cây tắc ngọt. Cây tắc ngọt hôm nay năm nay mình cũng bón phân, mình cũng làm đủ thứ cho nha, mà nó ra trái cái tự nhiên nó héo, ra trái lạnh quá nó héo hay sao thôi nè. Thôi mình cắt cây nào để tự nhiên thì nó để tự nhiên đi, chứ nhiều khi mình không biết cách bón phân mà ra hoa thì nó không ra gì cho nha. Cũng như là cây bông trà hoa nữ nè các bạn, trời ơi năm nay là cũng không có bông nữa. Mấy cái bông này mình thích loại bông này lắm các bạn, trà hoa nữ nè, bông đẹp hơn bông hồng nhiều, bông nó kêu xa đẹp lắm các bạn. Và wow, cũng có mấy bông nè. Cái này là nụ của trà hoa nữ nè, trong đây nó có một cái bông đang nở. Trà hoa nữ nó đẹp lắm các bạn ơi, cái màu nó mình rất thích. Cánh bông của nó khé ghép lại với nhau, nhiều cánh ghép lại nhau rất là đẹp luôn. Ở dưới đây thì anh nằm ở dưới đây lên à, mình cũng lôi nó ra để quay. Trà hoa nữ bên đây thì có mấy cái nụ. Năm nay ít bông quá, không biết khí hậu thay đổi như thế nào. Dịch bệnh tùm lum, không lẽ bông hoa nó cũng sợ dịch bệnh sao ta? Nay cây mai nè, mình nãy tường thuật từ đầu nè. Mình đã chiết ra từ cây mẹ. Mình lặt lá trước 1 tháng rưỡi luôn. Bây giờ nó mới ra nụ. Trời ơi, tháng 3, tháng 4 rồi nó mới có bông. Dạo một vòng vườn sau cho các bạn xem hoa đào. Có cái chậu này thì đẹp ha, chậu này mình để giữa sân. Mai và đào đỏ, mai trắng và đào đỏ. Rồi bắt đầu từ đâu thì trở lại từ đó. Mình sẽ trở lại ngay từ đầu. Các bạn thấy không? Mai trắng đào đỏ, mấy quả cam. Rồi trở lại ngay giây phút ban đầu, đó là mai trắng. Cái bụi này dễ thương quá các bạn ơi, cái đẹp quá, nụ quá trời nụ luôn, thích quá trời thích. Ok, rồi mình sẽ tạm ngừng video clip của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì gì? Chia sẻ cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Ok, chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.